Báo cáo bác à. Chắc có mỗi cây này là được làm ít nhất được cắt có ba cái rằm nhỏ tí này. Đây, ba cái tầm. Đấy, thế thì cũng là một cái mừng, nhưng mà giá mà mình được mặt lá cái này thì phê hơn các bác nhỉ. Phê hơn. Về bệ bãi, về tay cành thì nó rất là hài hòa rồi. Thậm chí đầu rằm trước nó không có những cái đầu bị to chẳng phải sửa gì cả. Cứ thế này nuôi thôi các bác. Tâm ra là cũng nhàn. Đấy, vâng, xin chào các bác cô chú anh chị. Xin giới thiệu các bác cô chú anh chị một cây xanh Nam Điền dáng làng, rất vàng và đang đi vào hoàn thiện. Đấy, nó không còn là một cái phôi nữa rồi. Các bác thân mến, đấy là một cây xanh Nam Điền xịn nhá. Và không biết các bác nhìn qua màn ảnh nó có thấy nó vàng không? Bên ngoài nó rất là vàng nha các bác nhé. Nếu mà tôi xịt một ít nước vào nữa thì chắc nó còn vàng dữ dội luôn, màu đồng luôn. Các bác nhìn thấy răng rớp thế nào? Ok không? Tổng thể chiều cao là từ mặt chậu này lên đến hết ngọn này là cao 30 phân, tròn 30 phân các bác nhé. Rộng hết tán nhá là 60 các bác nhé. Chiều dài của tán là 60. Còn cái chậu này là 50 với lại dài 50 với rộng 37 phủ bì đấy các bác nhé. Thì còn lọt lòng chắc khoảng độ 35-50. Đấy, 35-50. Bác xem, chắc thì không phải chỉnh sửa nhiều cây này mà sẽ làm một tí thôi. Một số những cái điểm mà mình chưa thấy ưng thôi thì mình làm, ví dụ như cái tay này, cái răm này bỏ đi này, cái này bỏ đi này, đấy điểm nhỏ thôi, một vài cái điểm nhỏ thôi. Đây, đây một số cái chỗ này bỏ nguyên vào cái cành này đi. Các bác nhìn được từ trên xuống các bác nhá, thấy phê không? Phê không? Đấy, đấy các bác nhìn thấy chưa? Đấy, thấy sao? Các bác thấy sao? Cái này chỉ cần hai lần cắt rằm nữa thôi này thì phê lắm, phê lắm các bác ơi. Nó già quá nhỉ. Đang vì sao lem nhem nhất là đang ngồi trên những cái phiến đá quá nhỉ. Đá. Tôi cũng không rõ là trước đây như nào, nhưng mà tôi nhìn thấy những cái viên đá đây đang có gài ở những cái điểm rễ này. Đây, đây. Thì người ta ủ và trên này là cả phân á để cho phát triển bệ đây. Phát triển bệ đây. Đấy, các bác nhìn cái màu da đây. Chỉ cần tí nữa mà tưới phun nhẹ một tí nước là nó đỏ khủng khiếp luôn, rất là liền lạc và lành, không có sẹo quá nha. Chân bệ đẹp, vách đẹp. Đấy, chân bệ đấy các bác nhé, có nhá, vách đẹp. Mỗi điểm tay cút, mỗi điểm tay tay bóng làng đều có những cái rễ buông vách xuống rất đẹp, rất đẹp các bác. Tôi cái lúc đầu lấy cái này về bác ấy lại bảo là cao có 20 phân. Thì tưởng tượng là nó bé các bác. Cao 20 phân thì chắc là rộng cùng lắm là 40, nhưng mà thực tế không phải, cao 30 phân các bác nhé. Là từ mặt bệ trở lên là tròn 30 phân nhé. Và rộng bóng 60 kìa. Thì tuyệt vời. Nếu bé hơn thì tôi lại không thích đâu. Đúng là cái to này thuộc cỡ một người bên nặng các bác. Nó có cả đá mà, và bên nặng đấy. Cái chậu này là chậu bằng xi măng, nhưng mà giả tàu làm rất là hay. Chậu này rất ok các bác nhé. Chậu rất ok, khá mỏng và nhìn rất thoát, thanh thoát, nó không có gì là nặng nề. Đấy. Sau này thì cái bệ nó ổn định tôi sẽ gãi hết cái phần này ra. Cái chậu này là chơi cũng được rồi, không cần phải thay chậu tàu thế còn gì cả. Xem mà bệ biếc với lại sau này đá như nào, thực tế bây giờ chắc nó gãi ra cũng tạm tạm được rồi này. Tí nữa tôi sẽ quét một sơ một tí. Đây toàn là phân quá. Phân hữu cơ đây. Đấy, rất là nhiều. Đây, chỗ này, ví dụ chỗ này. Nếu mà có thể cây này đem đi làm đá đẹp ý, thì cực kỳ giá trị. Còn chơi không nó đã sướng rồi.
bác tưởng tượng khi mà các bác gãi những cái này ra, cái vách nó lộ ra nó sóng xuống. Thân cốt có này, thân cốt này, thân cốt này. Đấy, thân cốt có rất đặc, rất là lành thân. Và già, dáng rất thụ, rất thấp, bóng rất rộng, một cái dáng làng rất là cổ thụ, rất hay các bác. Đấy, rất cổ thụ. Khi lùa mà chưa đưa về thì tôi thấy nó cũng cảm xúc nó nhẹ thôi. Nhưng mà lúc đưa về nhà thì thứ nhất ý, là cái kích thước của nó làm mình ấn tượng hơn so với tưởng tượng của mình, là nó to hơn một cỡ. Thứ hai là đúng là đẹp hơn thật, đẹp hơn khi mà cũng rất may là mình bắt cây nào cũng toàn ngồi một chỗ mua online thôi các bác, chuyển khoản thôi, chuyển khoản rất nhiều tiền mà đấy, toàn là liều các bác, nhiều bác nhiều, rất nhiều anh tài không dám, có thể là không dám mua, hoặc là có thể biết trước cả cây của tôi, cây những cái cây này, hoặc là thậm chí xem trực tiếp nhưng mà không dám xuống tiền, thì chứng tỏ mình cũng thuộc loại máu đấy các bác nhỉ. Đấy thì cứ đam mê đi, cứ có định hướng đi các bác, thì dù có mua đắt một tí không sao, đắt thì tôi chấp nhận. Cây này ví dụ lúc trước đấy tôi mua là nhiều tiền đấy, thực sự rất nhiều tiền, thì chấp nhận nó có thể nó xấu hơn tưởng tượng, khoảng nó chỉ còn khoảng 60% đi, nhưng mà cái dáng này là làm đẹp hết. Đó. Mình nhìn cố gắng nhìn cái tương lai quá nhỉ. Thực tế đến cái độ mà đến cái độ tầm mà mua đắt hay rẻ nó không còn quan trọng nữa, thì lúc ấy các bác lên thần rồi. Ok, bây giờ tôi dựng cái máy thôi, tôi chỉnh sửa một số điểm làm cho sạch sẽ chút, và có thể tí nữa quét qua cái này cho bác xem ở dưới xem nó có lộ ra cái gì không bác nhá. Chia sẻ cùng các bác niềm vui rất lớn này bác này. Đấy. Đây, chết chà. Đánh dấu lãnh thổ tí. Thực sự là sợ mất cây lắm các bác. Tôi mua về tôi gần như tôi chẳng bao giờ có ý định là sẽ bán nó đi cả các bác. Nhưng mà vì đồng tiền thì ai chả quý các bác. Thích chứ, tôi vẫn sẽ giao lưu để giữ mối quan hệ chứ. Quan điểm là giao lưu đi lại phải có cây mới về vậy. Cuộc chơi luôn phải duy trì mà.
Báo cáo bác à. Chắc có mỗi cây này là được làm ít nhất được cắt có ba cái rằm nhỏ tí này. Đây, ba cái, đúng ba cái. Ba cái tằm. Đấy, thế thì cũng là một cái mừng nhưng mà giá mà mình được mặt lá cái này thì phê hơn các bác nhỉ. Phê hơn. Về bệ bãi, về tay cành thì nó rất là hài hòa rồi. Thậm chí đầu rằm nhất nó không có những cái đầu bị to chẳng phải sửa gì cả. Cứ thế này nuôi thôi các bác. Tâm ra là cũng nhàn. Nhàn quá. Quên mất không à. Thì lấy bình nước xịt cho các bác xem nó vàng nó nổi lên thì các bác phê lắm. Thấy lúc ấy thấy nó sẽ phê lắm. Đấy. Mặt trước thì dễ tạo ổn các bác nhá. Sau sẽ vàng nó vào. Thì coi như mặt trước là đã ngon rồi. Đây các bác nhìn này. Rõ mặt trước nha. Những cái này nó bệ bãi thì không nói, thân cốt không nói rồi nha. Còn là riêng cái tay, mỗi tay có một ít nhất là một cái rễ trống xuống, rất đẹp. Đây này, đây này, này. Trên này có xuống này. Đây, có đây. Đây này, đây. Tôi rất thích cái phong cách như thế. Không cần nhiều rễ đâu. Mỗi cái chỉ, mỗi cái tay chỉ có một hai cái thôi. Đấy. Đây, xuống đây thì để đóng đinh vào đây để cho nó thành cái bệ dưới, sau cắt cái này đi mà, sau cắt cái khẩu này đi. Đấy, cắt cái khẩu đi. Đây cũng thế thôi. Đấy. Đặt cái phô. Rất nhiều cảm xúc cái này. Các bác cứ tin tôi, cây này hai lần cắt răng nữa thì nó dày như ruối luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Từ dưới lên cho bác xem phát. Các bác bảo bây giờ những cái phôi cục như thế kia đã mấy chục triệu rồi. Phôi cục ấy, nhưng mà thực tế phôi rất đẹp. Nhưng mà thành cây thì để được có bóng như này thì cực kỳ lâu. Dù có nằm điền hay là gì chăng nữa thì cũng. Còn bây giờ mà cắt lún phún như thế kia thì không nói nha các bác. Ví dụ như có tay cút phát cắt lún phún thì không nói. Nhưng đây vẽ bóng nó dài này lâu lắm các bác ơi. Lâu lắm. Đấy, thì các bác hình dung là nó giá trị như thế nào, cái thời gian, cái hàm lượng chất xám bỏ vào đây, công sức bỏ vào đây rất nhiều đúng không? Cho nên mà có cơ may mà bán được tầm tiền trăm thì nó cũng xứng đáng thôi các bác. Thực tế là như vậy các bác. Còn có thể các bác có nhiều lựa chọn, các bác bảo ôi tao có tiền trăm tao mua nhiều cây đẹp hơn, đúng cũng đúng, nhưng mà cây cối nó vô cùng ở chỗ đấy. Nếu các bác gặp, các bác cảm cái cây này, các bác thậm chí các bác nhìn cây tiền tỷ các bác không thấy mê. Các bác chỉ nhìn cây mấy chục triệu các bác thấy mê lắm. Đấy, nó là cảm xúc của mỗi người mà. Các bác bao giờ nhập tâm vào cây. Đấy, đến độ mất ăn mất ngủ thì đấy nó là của bác. Các bác. Đấy, thấy chưa? Các bác nhìn thấy. Các cây này thì chắc có lẽ là quay ban ngày thì nó sẽ rõ hơn. Bởi nó quá nhiều chiều, nó quá nhiều chiều, nó quá nhiều tầng lớp, tản vân. Rất là hài hòa. Rất già, rất vàng. Vàng, vàng xong, vàng vàng ươm xong tưới vào thì lại đỏ như đỏ màu đồng. Đấy, được cắt mỗi phát đầy. Mỗi phát đấy với lại phát đầu nữa nhỉ. Đây đâu đấy nữa, đây đâu đây một phát nữa chả nhớ nữa. Tóm lại cây này chẳng phải làm gì, khoe là chính. Tí nữa tôi lại quay cái vành tôn ở đây cho cái phần này nó chợ đỡ rơi ra, cho bệ với ấy nó ôm với đá cho nó đẹp đấy, đá hết có đấy. Đấy, sau này là cắt cái rễ này đi nó sẽ rất là thoáng cây. Các bác nhìn nó nổi u nổi cục cái này, nó vàng cái này các bạn, chẳng có sẹo, không có một cái sẹo nào, gần như không có sẹo các nhá. Đấy, không có sẹo. U cục đây hoàn toàn là u cục tự nhiên, không có sẹo nhé. Không có sẹo, một cái cây không có sẹo. Đấy, nó clip clip này thực tế là có sẹo nhưng mà liền hết rồi. Những cái sẹo toàn hoàn toàn là cắt chuyển rồi. Sau này thì cái rễ này tôi sẽ bỏ đi các bác nhé.
nhưng phải đến mùa mưa sang năm ta cắt đến đây, tự nó sẽ phun ở đây ra thì nó xuống nó dẻo hơn. Không còn ai nhu cầu chơi quái cái rễ này thì kệ thôi, còn cây này thì tôi khẳng định là chơi như thế này đã là một cây đất rất là đẳng cấp. Nhưng bác nào mà chơi được lên đá đẹp, với cái dữ liệu cây này làm đá rất đẹp, mà lên được viên đá đẹp thì giá trị nó lên kinh khủng. Tôi qua cái video này cũng hy vọng là đừng có bác nào bắt cây này của tôi. Tất nhiên là vì tiền thì bán hết rồi, vì tiền là phải bán hết thôi bác, cuộc sống nó quan trọng mà. Nhưng mà thực tế là tôi không mong ai mua cây này, tôi không mong ai mua cây này, tôi không mong. Vì có thực tế có mấy anh chơi thân với tôi cũng đang nhầm nhè và tôi hơi rủng rức một tí. Anh em khó lắm các bác ơi, mà mình rất tâm đắc, rất khó ấy. Thế anh em nếu mà có, các bác có đang xem cái video này thì hiểu cho em nhé. Còn các bác ở xa xôi ít tiếp xúc thì tôi không nói, nhưng mấy anh em mà chơi cùng đem tình cảm ra nói thì thực tế rất khó, rất nể, rất khó cho tôi đấy, thông cảm nhé. Okay, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video ban ngày thật là long lanh cây này các bác nhé. Chúc các bác nhiều cây đẹp, thành công cuộc chơi bền lâu các bác. Xin chào, quyết thắng.